Dạ ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 11 tháng 2 năm 2023 nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em về để một số mặt hàng lăng rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi em điểm sau các mặt hàng lăng ngày hôm nay. Thứ nhất là có một cái gì lăng kiếm bà nà nha mọi người. Tiếp theo là các hàng lăng hoàng phi hạt nha mọi người. Đấy thì cũng có các nguyên bản và các hàng về nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là lan kiều cam nha mọi người. Đấy, kiều cam được một số hình. Đấy, và một số hình hoàng thảo bạch đỏ và một cái về nguyên bản hắc mau, một nguyên bản trúc mành và các hình bọ cạp rừng mua rừng công tâm nha mọi người. Đấy. Thì em bán chủ yếu là các hàng bà con người địa phương, người ta bốc rừng ở vùng rừng công tâm về. Đấy, này thì có gì bán đó nha mọi người. Đấy. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070 6115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 20k trên một đơn hàng, thì ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận hàng. Đấy. Rồi thì thống nhất một đơn, hai đơn hay ba đơn là đều 30k nha mọi người. Đấy. Rồi, thì bên em vẫn chưa có sản phẩm chè giải rừng nha mọi người. Khi nào có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ. Thì cái mùa này là cây nó đang mới kỳ nghỉ đông, nó giống như cái dòng hoàng thảo như giả hạt, các dòng hoàng thảo rụng lá. Đấy. Thì nó có một cái mùa nghỉ nên là chuẩn bị khi nào nó nứt mầm rồi nó ra lại thì mới có. Nhưng mà đấy, thì đặc điểm chung của sản phẩm của cây chè giải rừng là như thế nha mọi người. Đấy. Rồi thì một sản phẩm là hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại như mày. Thì nó đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng như mày. Đấy, thì mọi người quan tâm thì quay về các mặt hàng lăng rừng và các sản phẩm cho gia đình thì nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất, để mà chia sẻ lan và sản phẩm cho gia đình trên đây. Thì mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể mua về dùng nha mọi người. Đấy. Rồi. Em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi hôm nay em giới thiệu một cái gì lăng kiếm bà nà nha mọi người. Rồi mặt hoa của kiếm bà nà đây nha mọi người. Đấy, hoa cánh trắng hồng vàng. Đấy. Thì nó là cái dạng hoa trong bọc xong rồi nó nở ra nha mọi người. Đấy. Rồi thì nó có đầu khi là nó có mặt hoa màu hồng nha mọi người. Đó. Đó là về cái mặt hoa của lăng kiếm bà nà nha mọi người. Đó. Đây, mặt hoa của nó đây. Rồi cái này cây nguyên về nha mọi người. Đó thì cái mùa này thì mùa cây đang nụ nha mọi người. Đấy. Thì đây cái dòng cái đây là cái nụ của nó này. Đây cái nụ nó nằm ở trong này này. Cái nụ nó đang lên nha mọi người, nó nhọn như này này. Thì cái vòi hoa nó đang nằm ở trong này nha mọi người. Nó khi nó lên đủ cao rồi thì nó sẽ tự mở cái này ra nha mọi người. Đấy, cái bọc vào này ra. Thì đây là đang trong quá trình hoa đang lên. Đó, thì mọi người về cái về này thì mọi người có về được hoa chơi luôn. Đó. Thì dòng này nó phát hoa từ những cái nách lá từng cái giá hành như thế này nha mọi người. Đấy, giá hành này thì nó có nách lá đang lên này. Đó, thì những cái giá hành như thế này thì cái nào nó chưa lên thì nó sẽ tiếp tục nó lên nha mọi người. Đây, như cái một số về mà nó nằm ở cái hoa nó nằm ở trong cái nách này này, khi nào nó đủ điều kiện thì nó sẽ lên nha mọi người. Đó. Một số cái đang nứt mầm này này, đó. Rồi, khá là nhiều luôn nha mọi người. Đó. Rồi cái này thì là một cái thằng nguyên dê rất đẹp nha mọi người. Đấy, thì cái này lá nó xếp quạt rất là ok luôn nha mọi người. Đấy, hay một số cái đang lên này này, đó. Rồi, rất là đẹp luôn. Đấy, thế này thích hợp cho những mọi người trồng những cái chậu lớn nha mọi người. Đấy, thì để lên cao này kia thế thì nó có vòi hoa nó thầm xuống rất đẹp nha mọi người. Thì cái dòng này dòng kiếm bà nà thì nói chung là thường xanh quanh năm. Đấy, đây nghĩa là mọi người vừa chơi hoa chơi thân chơi lá thì suốt năm quanh năm suốt tháng này kia nó khá là ok nha mọi người. Đấy, nhìn cây nó xanh vườn này kia thì cũng đã mắt rồi nha mọi người. Đấy, thoải mái tinh thần để trồng lan nó cũng có cái hay. Rồi đó là cái dây đầu tiên nha mọi người. Đấy, dây kiếm bà nà đầu tiên này đó, rất là đẹp rồi nha mọi người. Đấy, thằng này bản lá nó cũng khá là lớn này. Đó, em bằng lá thằng này khá lớn luôn.
Rồi, về số 1 nha mày, kiếm bà nà, vậy này về 400 nha mày, 400 cho cái gì kiếm bà nà này, đó. Rồi, tiếp theo là đánh hình số 2, hình này là hình một cái hình nguyên bản hòn phi hạt nha mày, đó. Thì hoa của hòn phi hạt đây, đó, hoa nó cánh trắng hồng vàng, đó. Đó. Là hoa của hoàng phi hạt nha mọi người. Thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Loại dạng hoa chùm rất là, thêm một cái nhánh thì nó rất là nhiều bông nha mọi người. Đó. Đó, nó là hoàng phi hạt. Rồi, thì cái dề này là cái dề nguyên bản mọi người. Đấy, nó rất là nặng luôn. Đấy. Nặng kinh khủng luôn. Đây, cây khá là to nè. Nó mọc nặng khá lâu năm rồi. Thì nó vừa có cái cây ấy này kìa. Đó. Thì cái này thế là thế nằm ngồi như thế này nha mày. Đó, thì mọi người cứ để như thế này là tìm một cái chậu này kia là vừa đẹp rồi đây. Đó. Cố định nó vào. Đấy. Chậu cũng khá là lớn đó nha mày. Đấy rất là nhiều thân tơ luôn. Đấy thân tơ rất là khỏe luôn nha mày. Đây, đây nha, cái dòng này dòng thân đây nó đứng như thế này này, đó. Dòng mà thân mọc của nó này, đó, thân khá là mọc luôn. Thì mùa này thì cây nó đã thắt ngọn này và nó có xu hướng rụng lá rồi. Nên mùa này nhìn chỉ thấy thân thôi, thân mập thôi. Chứ còn thấy mùa phát triển nó nhìn nó mướt mát lắm. Đấy, khá là đẹp luôn. Đó, dòng này, cây này quá đẹp luôn nha mọi người. Đây, cái thân nó này. Đó. Đây nữa. Đó. Đó. Em này thì đang nụ luôn nha mọi người. Đấy, có một cái nụ dâng lên này. Đó. Đó, cái này đang có nụ này. Một số cái đang thấy một số cái nó đang hơi héo héo nha mọi người. Đấy. Đó, nụ hoa của nó như thế nha mọi người. Khá là nhiều thân tơ, đấy, thân tơ nhiều lắm nha mọi người. Cây rất đẹp luôn. Và thế cũng rất là đẹp đấy. Cái này một bụi lớn này, khi nào nó đồng nhất cái này khi nó ra hoa thì nó là nhiều nha mọi người. Đấy, thì là đây là các cái bách hoa của nó cũ này, đấy. Rồi nó phát hoa như thế nha mọi người. Đấy một nhánh như thế này thì nó gồm rất là nhiều bông nha mọi người. Đấy. Đó, như thế. Nó cây khỏe thì bông nó khỏe thôi, đấy. Đó, nguyên về lớn luôn nha mọi người. Đó thì cây quá đẹp luôn này. Này thì mọi người phải để lên chậu này kia thì cố định lại thì quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, nó có giá thể sống sẵn rồi. Đấy, không cần phải ghép cái gì hết. Vậy chỉ đặt vào chậu thôi. Cái chậu hơi lớn tí là được. Cố định một số cái giá thể thêm xung quanh là ok nha mọi người. Đó. Rồi, cái dề hòn phi hạt đầu tiên nha mọi người. Đấy, dề này thì 450 nguyên bản lớn nha mọi người. Đấy. Thì cái này 30k cước nữa. Đồng giá 30k cước thì 480. Đấy. Còn lại bao nhiêu thì em này chắc chắn em bù cước cho khách rồi. Đó. Quá nặng luôn nha mọi người. Này khá nặng luôn. Em chắc em cầm quay lên không nổi đâu. Đó khá nhiều nha mọi người. Một cái cây nguyên bản hòn phi hạt rất đẹp. Đấy. Rồi, tiếp theo là đánh hình số 3 nha mọi người. Này nguyên bản 150 này. Đó thì cũng là một cây nguyên bản luôn. Đó thì nó hơi lỏng nên em cố định nó lại. Đấy. Thì nó gồm cả cây cẩm cù nữa nha mọi người. Đó. Rồi, một cái gì cũng khá là đẹp nha mọi người. Đấy. Thân khá là to nha mọi người. Đấy, rất là khỏe mạnh luôn nè. Đó. Thì các mùa trước nó cũng rất là sai hoa nha mọi người. Đấy. Đấy, cái này thân này. Đấy, cũng bị ra hoa nè. Đấy. Đó, nói chung là cái dòng hoa phi hạt này cây nào mắt nào nó chưa ra hoa thì nó sẽ tiếp tục ra hoa đấy. Đó là cái hay của lan hoàng phi hạt nha mọi người. Về này về 150 nhưng mà nguyên bản. Rồi tiếp theo là đánh hình hình 4 nha mọi người. Thì cái này 2 trong 1. Còn có cây hoàng lan hay gọi là hoàng lạp nha mọi người. Thân vàng rất đẹp nha mọi người. Đó 1 2 3 cái thân tơ nè. Đó, nó mặc cộng chung với cây hoàng phi hạt này nha mọi người. Thì cái này thì nó ra ấy nhưng mà nó hơi yếu yếu nha mọi người. Do quá trình khai thác này kia ảnh hưởng. Đấy. Đó, cũng khá nhiều thân tơ. Đấy. Thì cây này cũng đang nứt mầm con này. Đó. Hoàng phi hạt đang nứt mầm con ở dưới ấy này nha mọi người. Đây, cây này đang nứt mầm con này. Đó, tới mùa nó thì nó phát triển là nhìn nó đẹp nha mọi người. Đó. Là nguyên bản 2 trong 1, nó đẹp nha mọi người. Đấy. Hình 4 là 150 cho 2 trong 1 là vùng hoàng lan và hoàng phi hạt. Đấy. Rồi. Tiếp theo là đến hình số 5, 150 cho 2 nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Cũng hoàng phi hạt luôn nha. Nó gồm có 1 2 thân tơ này, cộng lá này. Đấy thì nó ấy thì nó sẽ lên
đây đây này, đó mầm cầu cũng nứt khá nứt nhiều rồi nha mọi người, có mầm cầu nứt lên này, đó. Rồi tiếp theo là về số 2 này, cái này mầm cầu gốc đang nứt lên này, đó rất hay, cái dòng hồng vi hàng này ngoài đó, là thằng thằng rất là to khỏe này, đó thằng mẹ này. Một số cái nó ra hoa, một số cái nó chưa ra nhưng mà đấy, nên này là người chủ yếu về cái giống này chưa ra này, chưa ra hoa này đó, nên mùa này không ra thì mùa sau nó sẽ có hoa cái cây này đó, và đang lên những thế hệ con mới này nhưng mà đấy. Rồi hai nguyên bản hoàng vi hạt hình số 5 nha mọi người, đấy, giá 150 cho hai nguyên bản này. Rồi tiếp theo hình số 6 100.000 cho hai nguyên bản này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, thì nó có một cặp thân tơ rất đẹp nhưng mà thế thì mùa này thì nó cũng chuẩn bị ở đây có mầm rồi đấy, nó sẽ lành cây mới thôi, em người về cố định lại rất đẹp luôn. Rồi đây nguyên bản số 2 này, đó một cặp thân tơ này, này đang có nụ nhưng mà đó nó là hay đấy. Đó, nó ấy là nó sẽ ra hoa thật, anh ra lên cái con mới này. Rồi nguyên bản này hình 6-100 nha mọi người. Rồi tiếp theo đến hình số 7 100.000 trên một dề. Đây là cây nguyên dề luôn nha mọi người. Đấy thì nó gồm cũng khá là nhiều thân tơ, thì đang nụ hoa đây nha mọi người. Đấy, một số cái đang nụ hoa đây. Một số thân tơ này thì nó dễ bị này. Đó, một số mắc ngủ nằm như thế này khá nhiều nha mọi người. Đấy, này đa số là thân tơ rất nhiều. Đấy, thân tơ có thân tơ này những cái màu như thế này thân tơ nhiều nha mọi người. Đó, khi nó ra ấy thì nó nứt lên mầm cầu rất đẹp. Đây mọi người về ghép trồng thôi. Đó, rất là ok nha mọi người. Đấy, nguyên dề hoàng phi hạt hình số 7 100.000. Đấy thì mùa nó rộng lá thì nhìn nó giống như cái xương thôi, nhưng mà nó lên mầm thì nó nhìn rất là ấy, rất là đều và đẹp. Rồi hình số 8 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 3 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đó, thì đang nụ mà cây này rất là khỏe nha mọi người. Đấy, thì mọi người nhìn giống của nó rất là vàng ươm này. Rồi tiếp theo là về số 2 này, đó, cũng có thân tơ này, thân tơ này, đó đây cũng thân tơ nhưng mà đấy. Rồi tiếp theo là về số 3 này, đó cũng thân tơ này, thân tơ này, thân tơ này, đó ba thân tơ luôn nhưng mà đấy. Rồi mùa này thì nó như thế nhưng mà đấy, mùa phát triển nó rất đẹp, hoàng vi hạt này đẹp hình số 8 100.000 nhưng mà này. Rồi tiếp theo hình số 9 100.000 cho 7 dề nhỏ nha mọi người. Thì này nguyên bản đầu tiên này, đó. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này, này các là thân tơ của nó này. Rồi về số 3 này. Về số 4 này, đó. Rất nhiều thân tơ luôn. Về số 5 này, đó. Về số 6 này. Đó, bằng ươm luôn nha mọi người. Đấy, về số 7 rất đẹp. Rồi, hình này 100.000 cho cái hàng rời, hình số 9 nha mọi người. Cho lan hoàng phi hạt. Đấy, hoa rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một số cái hình kiều cam nha mọi người. Đấy, thì mặt hoa kiều cam đây, hoa cánh trắng hồng cam vàng nha mọi người. Đó, hoa này kiều cam gọi là thủy tiên cam nha mọi người. Đấy, một số nơi người ta gọi là lồng đèn vì cái bò hoa nó giống như cái lồng đèn vậy đó. Đó, lan kiều cam nha mọi người. Đấy, hoa khá là đẹp. Thì mọi người trồng nó tốt thì nó sẽ ra được nhiều bò hoa, tạo những cái chậu tác phẩm kiều như thế này, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đó là kiều cam. Rồi, hình số 10 nha mọi người, hình số 10 100.000 cho 3 dề nha mọi người. Đó. Rồi, đây là dề đầu tiên nè. Đó. Dề đầu tiên nè. Rồi tiếp theo là dề số 2. Đó, dề số 2 nha mọi người. Đó. Cây đang nụ nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là về số 3. Đấy, cũng có 1 2 3 4 thân tơ. Đấy. Rất là ok nha mọi người. Đấy. Rồi, ba hình kiều cam hình 100 nha mọi người, hình số 10. Rồi tiếp theo là đến hình số 11 100.000 cho 3 dề. Ở đây là dề đầu tiên này thì gồm có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo dề số 2 này cũng có 2 thân tơ này. Rồi tiếp theo giờ số 3 này cũng có 1 2 3 4 5 6 cái thân tơ nha mọi người. Đó. Là kiều cam hình số 11 100 nha mọi người.
Rồi tiếp theo là kiều cánh mình số 12, 100.000 cho 4 dây. Rồi đây là dây đầu tiên này, đấy, 1 2 3 4 5 6 này. Rồi tiếp theo là dây số 2 này, mình có 1 2 3 4 thăng tơ này. Rồi kiều cam dây số 3 này, 3 thăng tơ này. Rồi kiều cam dây số 4 này, 1 2 3 4 thăng tơ nha mọi người. Rồi. Hình số 12 100 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 13. 100.000 cho 5 dây. Rồi đây là dây đầu tiên này, 1 này. Rồi tiếp theo là dây số 2 này, đấy, khá như thăng tơ luôn. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy, 1 2 3 thăng tơ. Dây số 4 này. Đấy. Và dây số 5, đó, 5 dây nha mọi người. Rồi, đó là hình số 13, 100.000 cho 5 dây. Rồi tiếp theo là đến hình số 14, 100.000 cho 10 dây nhỏ. Rồi đây là dây đầu tiên này, 1 này. Rồi tiếp theo là dây số 2 này. Rồi tiếp theo là dây số 3. Tiếp theo là dây số 4 này. Đấy, này thằng tím. Rồi dây số 5 này. Dây số 6 này. Dây số 7 này. Dây số 8 này. Dây số 9 này, 10 này, 11 này. Rồi chẳng đó dây nhỏ nha mọi người. Đây là số 100.000. Đang có nụ luôn nha mọi người. Rồi 14 100. Rồi tiếp theo là đến hình số 15 nha mọi người. Đây là hình nguyên bản 150 cũng có 5 nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đấy thì cũng có 1 2 thăng tơ nè. 3 4 5 thăng tơ nha mọi người. Rồi nguyên bản số 2 cũng có 1 2 3 4 5 6 thăng tơ nè. Rồi nguyên bản số 3 nè, đấy cũng có 2 thăng tơ nè. Rồi nguyên bản số 4 nè, cũng có 1 2 3 thăng tơ nè. Rồi tiếp theo nguyên bản số 5 này, cũng có 1 2 thăng tơ này, đó. Rồi, 5 nguyên bản kiều cam nha mọi người, đấy, này mọi người không cần phải ghép. 15 150. Đó là lan kiều cam nha mọi người, đó, rất đẹp. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có 3 cái phần lan hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người, hàng nguyên bản. Đây hoa vạch đỏ đây, đây hoa có nhiều cái loại màu rồi, hôm nay màu vàng cam. Hồng vạch đỏ này. Này cánh trắng vạch đỏ này. Này cánh vàng cánh trắng vạch đỏ này. Đó. Rồi cánh trắng vạch đỏ nha mọi người. Đó thì nó đa dạng vạch hoa lắm. Rồi hình 16 nha mọi người, 100.000 cho 4 nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đó, 1 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy. Này vạch đỏ cũng được quan tâm nha mọi người. Đấy, dòng hoa này cho hoa khá là bền luôn mọi người, trên 1 tháng nha mọi người. Hình 16 100 nha mọi người. Đó. Rồi hình 17 100 luôn cho 7 nguyên bản. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đấy, là hoa mà có trái như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5. Tiếp theo là nguyên bản số 6 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 7. Rồi 7 nguyên bản nha mọi người. Hình 17 100. Rồi tiếp theo đến hình số 18, 100.000 cho 12 nguyên bản nhỏ. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Rồi nguyên bản số 3 nè. Số 4 nè. Rồi số 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. Rồi 12 cái nha mọi người. 12 cái như thế, 100.000. Hình 18. Rồi có 3 hình lan hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái nguyên bản hoàng thảo hắc mau. Đấy. Thì mặt hoa của nó đây nha mọi người. Đấy, hoa nó rất đẹp. Hoa này thơm mùi cam rất là ok nha mọi người. Đấy. Thì cây này cây nguyên bản luôn. Đấy. Thế này mọi người không cần phải ghép. Nhìn nguyên bản này khá nhiều thân tơ nha mọi người. Đó. Bên này, đấy. Mọi người có thể phải tận dụng ghép thêm các loại lan khác cũng được. Đấy, này về treo lên thôi. Đó. Rồi, lan hoàng thảo hắc mau nha mọi người. Nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Hình số này 19 150 nha mọi người. Rồi, tiếp theo. Em có một cái nguyên bản nguyên trúc mạnh nha mọi người. Đấy. Đây, trúc mạnh ông rừng tâm nha mọi người. Đấy, này khách mua về trồng và nở hoa.
Đó. Đây mặt hoa, cận cảnh mặt hoa của nó đây. Nó là hoàng thảo trúc mành nha mọi người. Đây cây nguyên bản mọi người, nguyên bản này. Đấy. Còn cái này nó lên cây và nó là ra cái mành, nó phần đốt nhùng nhằng đây, người ta gọi là mành. Đấy. Này thằng khá tím nhưng mà đấy. Đấy, thằng lá của nó này. Nó phân đốt, đây nó phân đốt này, bắt đầu nó ra đốt này, nó mập đủ rồi bắt đầu nó ra đốt này nữa, đó là cái hay của lan trúc mạnh như vậy. Đó thì mỗi tạo hóa nó ra một cây lan mỗi cách như thế nha mọi người. Thế này nó ra hoa là có cái này đó. Rồi một nguyên bản nha mọi người, dầm này mọi người giữ ẩm cho cây, 100.000 dầm người về sưu tầm nha, thành 20 nha mọi người, 100. Rồi còn ngày hôm nay thì em có các bạn lan bọ cạp rừng tâm nhưng mà đấy. Thì lan hoa bọ cạp thì nó hình thái hoa như thế này nhưng mà đấy. Thì nó giống như cái dạ báo và đồ rồi kia đấy nhưng mà đấy. Răng ri rồi này kia nhìn giống như bọ cạp. Rồi mà khoa tham khảo nhưng mà đấy, dòng này như thế này. Rồi thì này 100.000 cho ba cây nhưng mà đấy. Thì cái này nó lên đây, vòi hoa của nó lên đây này, nó vòi hoa của nó lên khá dài đó, và cho các cái mấy nè bà có hoa mà có trái như thế này nhưng mà đó hoa của nó khá là lớn nhưng mà này nó vòi đây này đó, ra hoa mà có trái như thế này, kết trái như thế này đó. Rồi 100.000 cho ba cây nhưng mà đấy, như này dòng Vanda rỉ gió người ghép lên thì nó sẽ là những rỉ gió như thế này bám vào giá thể. Rồi đây là cây đầu tiên này đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, này là những cây lớn như vậy, đang ra hoa và có trái như thế này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đây. Đó, vòi hoa của nó khá dài nha mọi người. Đó. Và rất là cứng cáp đấy. Rồi, ba cây bọ cạp rừng như vậy, đấy, bọ cạp 100.000. Người về sưu tầm. Rồi tiếp theo, đến hình 22, 100.000 cho ba cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đấy, cái ra hoa và có trái như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đó. Rồi ba cây bọ cạp nha mọi người, đấy hình số 22, 100. Rồi tiếp theo là đến hình số 23, 100.000 cho ba cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này, đó, thì nó ra vòi đấy, và có hoa nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3, cây này cũng khá là lớn nha mọi người. Rồi ba cây bọ cạp rừng hình 23, 100 nha mọi người. Rồi hình 24 nha mọi người. Hình 24, 100.000 cho 4 cây. Rồi có 1 này. Rồi 2 này, 2 cây nhỏ và 2 cây lớn này. Đấy, cây lớn này. Và vòi hoa và các bách hoa như thế nha mọi người. Đó, cây số 4. Đó. Rồi 4 cây bọ cạp nha mọi người, hình 24 nha mọi người, 100.000 cho 4 cây. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Nếu mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694 nha mọi người. Trường hợp mọi người điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em làm giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k đấy. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những cái clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, nên người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép những clip tại đây. Rồi chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.